Sư cho con hỏi trong kinh giảng 10.000 năm sau thời mạt Pháp, Phật Di Lặc ra đời có đúng không? À, vì con nghe có vị sư thì giảng 5.000 năm, có vị giảng 10.000 năm. Có vị thì giảng mấy triệu năm, con không biết thông tin nào là đúng. Nếu vào kiếp ấy mà mình là chư thiên hay phạm thiên chưa hết tuổi thọ, hoặc là người tu hành nhưng đầu thai không đúng lúc, Phật Di Lặc ra đời thì phải làm sao? Mong sư giải đáp giùm con. Quý vị biết cái vấn đề là gì không? Cái vấn đề là tại sao mình quan tâm tới cái này để làm cái gì? Cái sự kiện mà Đức Phật Vị Lai ra đời đó, thì mình quan tâm để làm cái gì? Nếu như mình không nỗ lực ngay trong kiếp hiện tại này, cái câu hỏi này nghe qua thì có vẻ cũng có lý, nhưng mà rốt cuộc nó lại trở thành phím luận. Bởi vì sao biết không? Bởi vì nó không giúp ích gì cho việc tu tập hết. Cái quan trọng là mình nỗ lực ngay trong thời điểm hiện tại nha. Khi mà mình không có sự nỗ lực ngay trong thời điểm hiện tại đó, thì dù cho các vị Phật Vị Lai có ra đời hay không cũng không dính dáng gì tới mình. Tại vì sao? Bởi vì mình không có sự nỗ lực thì mình chết rồi, mình đi xuống rồi là nó trễ, nó lỡ hết. Các thời Đức Phật Vị Lai không dính dáng gì tới mình nữa trơn trọng. Cái thứ hai, nếu như mình nỗ lực nha, nếu mình nỗ lực thì có những sự kiện này có thể xảy ra. Một là mình chứng đạo và quả ngay trong thời điểm hiện tại. Thì như vậy là cái chuyện Đức Phật Vị Lai có xuất hiện hay không xuất hiện cũng không dính dáng gì tới mình. Hai là mình có thể chứng đắc đạo và quả khi mình đang lâm bệnh, nếu mình nỗ lực nha. Thì như vậy cái chuyện Đức Phật Vị Lai cũng không dính dáng gì tới mình. Cái thứ ba, mình có thể chứng đắc đạo và quả khi mình lâm chung, khi cận tử. Thì như vậy chuyện Đức Phật Vị Lai cũng không dính dáng gì tới mình. Cái thứ tư là khi nếu như mình nỗ lực như thế mà vẫn chưa chứng đắc đạo và quả, thì với sự nỗ lực đó mình có thể sanh thiên. Và khi mình sanh thiên, mình hoàn toàn có thể chứng đắc đạo và quả ở cõi trời. Thì như vậy cái chuyện Đức Phật Vị Lai cũng không dính dáng gì tới mình. Mà nếu như mình thiếu ba la mật, cái chuyện mình không chứng kịp ở cõi trời đó nha, không chứng kịp ở cõi trời thì mình mới có thể chứng đắc ở một kiếp Vị Lai. Chứ thì cái chuyện đó, cái Phật Đức Phật Vị Lai đó mới có thể dính dáng tới mình. Mà mình bây giờ mình ngồi mình tưởng tượng thôi mà, trong khi đó cái sự nỗ lực mình không có. Thì sao? Rồi, thì nếu như mà quý vị muốn có câu trả lời chính xác thì nó như thế này. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp đi đến diệt vong, đến khi nào mà người ta không còn biết gì đến chánh pháp, không còn biết gì đến Tam Bảo nữa, thì khi đó tuổi thọ loài người giảm dần cho đến 10 tuổi. Rồi sau đó tuổi thọ loài người sẽ có một trong ba cái nạn nó phát khởi. Một là nạn đói, hai là chiến tranh, ba là dịch bệnh. Loài người chết gần hết thì sau đó đó loài người sẽ bắt đầu là ý thức được cái chuyện giữ giới. Rồi sau đó tuổi thọ loài người sẽ tăng lên đến vô số tuổi, và sau đó giảm xuống còn như là 8.000 tuổi. Không biết 8.000 hay 80.000 ta, chút chắc nhờ để Đức Tuệ Tường đính chính giùm. Thì khi đó đó Đức Phật Vị Lai mới xuất hiện, và Ngài sẽ tên là Mettayya. Tuy nhiên thì cái sự kiện này sẽ cần sự hỗ trợ của Đại Đức Tuệ Tường để xác nhận thông tin cũng như bổ sung thêm những cái vấn đề về cái chuyện Đức Phật Vị Lai. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, riêng câu hỏi này thì sư hoàn toàn đồng ý với
Nghĩa là hoàn toàn đồng ý về quan điểm của Đức Hạnh Tuệ về cái vấn đề mà Đức Hạnh Tuệ nói ở trả lời đầu. Có nghĩa là bản thân mình phải có sự nỗ lực. Nỗ lực ngay trong hiện tại thưa quý vị. Cái đó mới là quan trọng nhất. Cho nên quý vị khi mà có nghe lại câu trả lời này nè. Quý vị phải lưu tâm đến cái phần đầu á, cái phần đầu trả lời của câu hỏi này mà Đức Hạnh Tuệ trả lời đó, để mình biết được gọi là cái định hướng đúng đắn chánh kiến để mình hướng đến cái đường tu tập của mình cho nó đúng đắn. Còn về Đức Hạnh Tuệ á, có nói về vấn đề mà tuổi thọ, thưa quý vị, cái tuổi thọ mà con tuổi thọ mà của người như thế nào á, khi mà Đức khi đó đó Đức Phật Di Lặc ra đời thì cũng thẳng như thế này. Thì ở đây là cái vị vị này họ cái vị đặt câu hỏi này á, là hỏi như vậy là kinh giảng 10.000 năm sau thời mạt pháp, rồi có vị giảng 5.000 năm, có vị giảng 10.000 năm. Thưa, kính thưa quý vị, cái con số mà đầu tiên nha, xưa chưa nói rõ là cái con số mà chính xác về 10.000 năm, 5.000 năm này nè, là trong chánh tạng, trong chú giải thưa vị, là không có nói cụ thể là cái con số mà 10.000 năm hay 5 năm thì chính xác là như vậy, mà trên tinh thần á, kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật có nói rồi, ngày nào còn bát chánh đạo thì ngày đó là còn cái bậc thánh. Nhưng mà có một điều này, vậy thì để Đức Hạnh Tuệ nói á, là khi mà con người á, có một cái điều này là thể hiện khi mà Đức Phật Mét Tây Giá là Phật Di Lặc ra đời, thì Đức Hạnh Tuệ á, có nói một cái điều rất chính xác là ở trong kinh Chuyển Vương, Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống, kinh Trường Bộ thưa quý vị, thì có một cái đoạn chánh kinh mà Đức Hạnh Tuệ có nói thưa quý vị đó. Ở đây thì sư chỉ cung cấp thêm cái nguồn chánh kinh để cho quý vị có cái niềm tin thêm, cho để cho quý vị hiểu rõ là ở đây quý sư nói đều có căn cứ đàng hoàng chứ không phải nói theo tư kiến mình. Thì trong trên đoạn chánh kinh có nói như vậy, sư xin đọc nguyên văn. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống Trường Bộ có nói như vậy: này các tỳ kheo, khi tuổi thọ là người lên đến 8 vạn tuổi. 8 vạn tuổi có nghĩa là 80.000 tuổi thưa quý vị, tại là 1 vạn là 10.000 đó. Này các tỳ kheo, khi tuổi thọ là người lên đến 80.000 tuổi, có Thế Tôn là Mét Tây Giá sẽ ra đời, là vị A La Hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô lượng sự sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Thế Tôn như ta nay sanh ra ở đời này. Là Đức Thế Tôn ngày nói đó, là trong tương lai á, có một khi tuổi thọ con người 80 vạn tuổi thì có một vị toàn giác như vậy đó, cũng giống như ngài đó sanh ra đời đó. Đây là trong chánh kinh nha, cho nên là quý vị có muốn tìm đọc thì đọc cho nó rõ. Ở đây thì sư thấy có một cái câu, ở trong đây có một câu hỏi lớn nhưng mà nó lại có một thêm một câu hỏi như vậy. Thì quý vị hỏi là nếu vào kiếp ấy mình là chư thiên hay phạm thiên, chưa hết tuổi thọ hoặc là người tu hành nhưng đầu thai không đúng Đức Phật ra đời thì phải làm sao ạ? Thì cái vấn đề chung này nè, Đức Hạnh Tuệ đã trả lời rồi. Sư chỉ trả lời cái vế mà quý vị hỏi là nếu mình là chư thiên hay phạm thiên mà chưa hết tuổi thọ, là người tu hành nhưng mà không đúng Đức Phật, thì vấn đề này nó cũng không, vấn đề này là quý vị không có thêm vô làm gì nè. Xin sư quý vị, nếu sư cho nghe quý vị là chư thiên phạm thiên được sanh như phải Đức Phật luôn, nhưng mà nếu quý vị là chư thiên tà kiến, rồi là phạm thiên tà kiến, rồi cộng thêm quý vị là không phải là người, không phải là chư thiên, là chư thiên nha, tam nhân không thì đủ ba la mật, hoặc là phạm thiên không đủ ba la mật đó, thì xin thưa quý vị, Đức Phật cũng không có giúp quý vị được. Mà cùng lắm á, nếu quý vị có chánh chánh kiến, gọi là chánh kiến nha, có ba la mật đầy đủ, nhưng mà có chánh kiến thì bị có nghe pháp cái diêu duyên. Cho nên cái điều Đức Hạnh Tuệ nói ở đầu cái câu trả lời này rất là quan trọng, là ngay trong hiện tại này mình nỗ lực mới là cái quan trọng. Còn cái việc á, cái phước của mình làm nó thù thắng cỡ nào, ví dụ quý vị, cái phước của quý vị làm ba cái loại phước, phước bậc, phước đức, phước trí á, nó thù thắng tới nỗi quý vị sanh về là làm phạm thiên sắc giới nha, sư nhấn mạnh là phạm thiên sắc giới nha, chứ không phải phạm thiên vô sắc nha. Nếu mà quý vị là phạm thiên vô sắc mà sanh trong thời Phật toàn giác, hoặc là quý vị đang là phạm thiên vô sắc hay phạm thiên vô tưởng mà cảnh giới vị đang đang hưởng cái quả đó, mà lướt qua
cái thời mà vị Phật á, thì nó cũng thua luôn. Cho nên cuối cùng ở đây á, quan trọng nhất á, là sư muốn nhắn gửi vị là hiện tại mình hãy chăm á, làm ba cái lợi phước đó đi, để khi mình là chư thiên thì mình á, dù giàu gì, nếu mình hên, nghe gọi là hên nhất nha, mình cũng là tam nhân có đầy đủ ba la mật, có chánh kiến đó, thì Đức Phật mình cũng bớt ham chơi, đúng không? Mình cũng xuống trần mình nghe được Đức Thế Tôn thuyết pháp, hoặc là mình xuống cái nơi mình xuống cái mình ở cái cõi trời mà Đức Thế Tôn thuyết tại vi diệu pháp đó. Rồi hên hên tí nữa mình phước mình giữ nữa, mình là phạm thiên đầy đủ ba la mật, đúng không? Rồi có nhân duyên, mình có cái nhân duyên Đức Phật, thì mình có lỡ giống như lỡ cái điều mà mình hơi nghĩ sai thì Đức Phật cũng tiếp độ mình được đầy đủ ba la mật nha. Còn nếu mà quý vị mà chư thiên là chư thiên hay phạm thiên mà tà kiến nặng nha, gọi là tà kiến nặng nha, mà không đủ ba la mật thì vô nó thẳng là vô phương cứu chữa. Cho nên cuối cùng trước khi kết thúc câu trả lời này, sư vẫn có một lời khuyên giống như Đức Thanh Tuệ ngay hiện tại đây, cái hiện tại đây nè, hãy nỗ lực tu tập, hãy nỗ lực làm phước, có nghĩa là không gián đoạn, đúng không? Làm phước không ngừng nghỉ, không gián đoạn, hãy tu tập, nghĩa là luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, còn để mình luôn an trú trong giáo pháp, luôn là dạy Đức Phật để mình thực hành theo đúng cái điều đó, là cái nhân mình nên làm, đúng không? Là cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.